Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 cho đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Cụ thể, từ 7 giờ ngày mùng 1 tháng 8 đến 7 giờ ngày mùng 2 tháng 8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Từ 7 giờ ngày mùng 2 tháng 8 đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 8, là 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Ngoài ra ngày và đêm mùng 1 tháng 8, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo ngày và đêm mùng 3 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm. Trên biển, Hiện khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông.